lại với dự án Shophouse Địa Trung Hải và chúng ta đang ở cung đường Sorrento 1. Sorrento 1 là cái cung đường mà sẽ đi vòng từ cái phía dưới Ga di Capitale này. Đây là Ga di Capitale. Và cung đường Sorrento 1 này thì sẽ đi kết nối, đi vòng tròn, đi đến cuối dãy Sorrento kia là bãi đỗ xe, sau đó sẽ vòng lên gọi là Sorrento 1. Và dưới cái cung đường chính này, cung đường này sau sẽ di chuyển ô tô. Thì chủ đầu tư họ đã set up một số bức tượng rất là đẹp chạy dọc theo cái cung đường Sorrento 01 này. Ở đây có tượng các cái vị thần cực kỳ đẹp ở đây. Rất nhiều vị thần. Cứ đi khoảng cách như thế chúng ta lại gặp một vị thần bất chợt. Và phía trước khoảng cách giữa Sorrento 3 là cái dãy Shophouse mặt biển với khu phía trước là nhà hàng gành đá sẽ cách một cái con đường và nằm trên hai cái cao độ khác nhau. Nhưng ưu điểm của Sorrento 3 thì cái đường này về sau sẽ đi được ô tô vào, rất là tiện nếu mà để kinh doanh anh chị kinh doanh khách sạn. Phía trước này thì sẽ là nhà hàng gành đá. Và nó cũng có cái trục kết nối cảnh quan từ trung cung đường Sorrento 1 cho đến Sorrento 3. Ở trong clip này thì mình sẽ giới thiệu tới anh chị những cái căn Shophouse có thể nói là đẹp nhất của trục đường Sorrento 3, trục Shophouse mặt biển tại giai đoạn 2 Shophouse Địa Trung Hải nằm ở Phú Quốc, bao gồm 55 căn Shophouse Địa Trung Hải. Đầu tiên chúng ta sẽ có một căn Shophouse mặt biển và view trực diện ra biển. Đây là căn Shophouse đầu tiên, đấy là căn Sorrento 340. Là một căn Shophouse Sorrento thuộc dãy Shophouse Sorrento 3. Đây là cái phần hoàn thiện tầng 1. Hoàn thiện tầng 1 với cái thiên bình mặt ngoài nó giống như kiểu một cái cửa hàng, một cái nhà hàng và có một cái cửa chính ở bên hông. Căn này sẽ có chiều cao là 4 tầng, 4 tầng nổi, không có tầng hầm. Là một căn góc. Đây là hoàn toàn bộ hoàn thiện mặt ngoài từ căn Sorrento 340. Với team cái thiên minh từ tầng 2 cho đến tầng 4 là màu vàng nhạt. Và đây là một căn góc view trực diện ra biển. Đây là cái phần bên hông của căn nhà, nó sẽ là cái trục cảnh quan đi từ Sorrento 2 xuống Sorrento 3 như chúng ta đang nhìn thấy. Đây là toàn bộ cái phần bên hông của căn Sorrento 340. Đây là phần bên hông của căn Sorrento 340. Và đây là cái vỉa hè phía trước của căn 340 thì nó sẽ rất là rộng. Nó đâu đó khoảng 13m, 13-14m. Và phía trước thì sẽ view ra biển. Sorrento 340 là một căn Shophouse góc sở hữu 3 mặt thoáng với một mặt tiền trước như chúng ta đang nhìn thấy, nó view trực diện ra biển. Mặt bên hông này thì tất cả những cái căn cái mặt hông này sẽ view ra khu vực Central Village. Tất cả những ô cửa này đều nhìn ra được khu vực trung tâm của dự án. Bây giờ mình sẽ đứng vào bên hông để các bạn có thể hình dung được góc view. Từ bên hông này đây như chúng ta đang nhìn thấy, chúng ta sẽ nhìn ra khu vực trung tâm. Mình đang đứng ở dưới tầng trệt thì góc view nó sẽ bị chắn một chút bởi cái khu nhà hàng gành đá. Nhưng mà từ tầng 2 lên chúng ta đã view rất là thoáng ra khu vực Central Village. Và 340 là một cái căn Shophouse góc sở hữu 3 mặt thoáng. Mặt thoáng đầu tiên là mặt tiền chính, mặt bên hông là mặt số 2, đều view được biển. Và cái mặt sau này sẽ là mặt số 3.
mặt sau của căn nhà đây, căn 340. Bây giờ đứng từ cao độ này chúng ta có thể nhìn biển rất là đẹp. 340 là một căn có chiều cao là 4 tầng nổi, một căn shop house view trực diện biển thuộc giai đoạn 2 tiểu khu Sorrento Shop House Địa Trung Hải. Và đây là những hình ảnh về mặt sau của căn nhà, một căn nhà sở hữu đến 3 mặt thoáng. Và cái phần lối đi bộ ở phía sau căn nhà này cũng rất là rộng. Và đặc biệt hơn thì chúng ta có một cái cung đường kết nối từ cái khu vực Sorrento 1 xuống đây. Sorrento 1 sẽ đi thẳng vào căn nhà. Tức là khi đi đến Sorrento 1 này thì nó sẽ, cái đường đi bộ này thì nó sẽ gần như là chạy dọc xuống cái căn nhà mình. Thì cái căn nhà chúng ta sẽ có 3 mặt thoáng, tức là cái góc view kể cả những căn phòng ngủ ở phía sau này nó cũng rất là thoáng, vì nó nhìn ra đúng cái trục đường đi bộ từ Sorrento 1 xuống. Đấy là ưu điểm lớn nhất của căn Sorrento 340. Đây, từ những cái phòng ngủ chúng ta nhìn thẳng ra được cái khu vực này, nó rất là thoáng. Tại sao là căn nhà nó có 3 mặt thoáng? Và đây là một trong những cái căn shop house Sorrento 3, dãy Sorrento mặt biển đẹp nhất trong bảng hàng. Và anh chị quan tâm đầu tư thì anh chị vui lòng liên hệ trực tiếp em Vinh qua số hotline trên màn hình để nhận được những cái thông tin chính sách bán hàng mới nhất về những căn shop house giai đoạn 2 shop house Địa Trung Hải tiểu khu Sorrento tại dự án shop house Địa Trung Hải. Và Sorrento 340 là một trong những căn shop house anh chị đáng đầu tư nhất tại thời điểm hiện tại. Và đây là một trong những lựa chọn hoàn hảo dành cho anh chị đầu tư tại mặt biển shop house Địa Trung Hải. Và ở đây thì cũng rất gần cái ga đi cáp treo Hòn Thơm. Đó, chỉ bước vài bước là chúng ta đến rồi. Vài bước là chúng ta ra đến khu vực cây cầu Hôn. Và anh chị quan tâm đến căn shop house Sorrento 340 này thì anh chị vui lòng liên hệ trực tiếp em Vinh qua số hotline trên màn hình. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip này và hẹn gặp lại anh chị ở trong những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào anh chị, chúng ta đang có mặt tại một trong những cái cặp shop house đẹp nhất tại giai đoạn 2 shop house Địa Trung Hải, đấy là Sorrento 338 và Sorrento 336. Đây là một cặp shop house sở hữu cái mặt tiền của hai căn này lên đến 16m và chiều cao của hai căn nhà đều là có chiều cao đến 5 tầng như chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình. Có chiều cao đến 5 tầng. Và anh chị đầu tư một cặp shop house tại Sorrento mặt biển thì đây là một trong những cái lựa chọn hoàn hảo nhất với cái chiều cao 5 tầng và cái việc mà chủ đầu tư hoàn thiện cái thiên minh mặt ngoài của căn shop house Sorrento 336 và 338 này rất là đẹp. Đó, chúng ta nhìn thấy một cái chiều cao 5 tầng. Căn màu vàng cam này sẽ là căn 338 và căn màu xanh này sẽ là căn 336. Và đây là một cặp shop house rất là đẹp. Và anh chị mua cặp shop house này thì anh chị có thể kinh doanh khách sạn, nhà hàng cực kỳ là lợi thế. Thứ nhất là đây là một cặp shop house sở hữu cái chiều cao lên đến 5 tầng. Và đặc biệt là căn 338 này thì nó có đến một cái cửa gọi là cửa cánh đôi, một cửa cánh đôi rất là rộng. Đây là cái phần tầng 1. Chúng ta có một cái cửa cánh đôi ở giữa và một bên là ô cửa vuông và một bên là cửa bên hông, cửa ra vào bên hông. Đây là diện tích cái sàn tầng 1. Còn căn 336 ngay bên cạnh nó là một căn góc
Căn góc này thì sẽ có hai cái ô cửa nhỏ và bên hông nó cực kỳ thoáng. Đây là căn 336, tầng 1 của 336. Và ngay bên hông của 336 thì nó là cái phần tiểu cảnh và cái lối đi dạo bộ thẳng xuống biển, thẳng cái khu nhà hàng Gành Đá cũng như là khu vực cầu hôn. Đây là lối đi dạo bộ xuống biển, một cái trục cảnh quan của chủ đầu tư họ đã làm rất là bài bản. Ở bên cạnh căn cặp shop house Sorrento 336 và 338. Phía trước vỉa hè của hai căn shop house Sorrento 336 và 338 này thì rất là rộng, nó lên đến khoảng 15m và nó là một trong những cái vị trí vỉa hè rộng nhất của cái dãy shop house Sorrento mặt biển này. Như chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình thì là cái vỉa hè phía trước của Sorrento 336 và 338. Đây là một cặp shop house với cái thiên minh mặt ngoài và chiều cao lên đến 5 tầng. Tối ưu cái việc mà chi phí anh chị bỏ ra để kinh doanh. .336 là một căn góc và .338 là một căn thường, và hai căn đều có cái chiều cao 5 tầng và cái thiên minh mặt ngoài cực kỳ đẹp. Đây là cái phần mặt thoáng của căn 336. Cái phần trục cảnh quan từ bên hông, từ Sorrento 01, 02 chạy xuống Sorrento 03 này. Và những căn shop house ở đây thì đều có đến hai mặt thoáng, trong đó thì có một mặt trước, một mặt sau, và những căn góc này thì sẽ có thêm cái phần mặt thoáng bên hông nữa. Với chiều cao 5 tầng thì cái việc mà anh chị kinh doanh sẽ tối ưu được cái diện tích xây dựng của căn nhà. Mặt tiền của mỗi căn lên đến 8m. Và đặc biệt là một căn góc và một căn kề góc thì cơ hội để anh chị đầu tư kinh doanh làm cái gì nó cũng rất là dễ khi anh chị đầu tư một cặp shop house tại đây. Và đây là một trong những cái cặp shop house mà em muốn giới thiệu tới anh chị, là một trong những cặp shop house đẹp nhất của cái trục Sorrento mặt biển, Sorrento 3 thuộc giai đoạn 2 shop house Địa Trung Hải. Và anh chị quan tâm đầu tư về cặp shop house Sorrento 336, 338 này thì anh chị vui lòng liên hệ trực tiếp với em Vinh qua số hotline trên màn hình để sở hữu một trong những cặp shop house sở hữu vị trí đẹp nhất của trục shop house mặt biển Sorrento, gần ga đi cáp treo Hòn Thơm, gần khu vực cây cầu hôn, gần khu vực Central Village, cũng như là có một cái trục cảnh quan chạy dọc từ Sorrento 1 cho đến cái khu nhà hàng Gành Đá ở phía dưới này. Chúng ta cùng nhìn lại cái hoàn thiện mặt ngoài của Sorrento 336 và 338. Đây là toàn bộ hoàn thiện mặt ngoài, bắt đầu từ dưới tầng 1. Tầng 1 sẽ có cái thiên minh mặt ngoài khác nhau, một căn là màu cam từ tầng 1 đến tầng 5, còn một căn là màu trắng ở dưới tầng 1, còn tầng 2 đến tầng 5 sẽ là màu xanh. Với chiều cao 5 tầng thì đây là một trong một cặp shop house rất là đẹp, và anh chị đầu tư thì anh chị nên đầu tư một cặp này, một cặp căn chúng ta có thể làm khách sạn chia được khoảng 30 phòng, 5 tầng và view trực diện biển, vỉa hè rộng và có đường ô tô chạy ở phía trước căn nhà. Đấy là một trong những cái lợi thế kinh doanh của anh chị. Và sẽ sớm thôi, cặp shop house này sẽ có chủ nhân và cơ hội anh chị đầu tư vào một trong những cặp shop house đẹp nhất tại Sorrento Địa Trung Hải. Thì anh chị nhanh tay vui lòng liên hệ trực tiếp với em Vinh qua số hotline trên màn hình để cập nhật được những thông tin chính thức từ chủ đầu tư Sun Group, cũng như là các cái chính sách bán hàng cập nhật trong những cái tháng cuối năm của năm 2020 này. Và đây là một, xin khẳng định một lần nữa là đây là một trong những cặp shop house đẹp nhất tại shop house mặt biển Địa Trung Hải. Và với cá nhân em thì đây là cặp shop house đẹp nhất. Thứ nhất là nó chưa sở hữu một cái chiều cao lên đến 5 tầng. Thứ hai là cái việc chủ đầu tư hoàn thiện mặt ngoài cho cái cặp shop house này nó rất là nổi bật với hai tông màu xanh và vàng. Thì đấy là một trong những cái lợi thế của những căn shop house mặt biển, shop house Địa Trung Hải.
một căn màu vàng và một căn màu xanh, nhìn rất đẹp và bắt mắt. Ngoài ra thì sở hữu chiều cao lên đến 5 tầng cũng là một cái lợi thế. Khi mà chúng ta tính ra dòng tiền cùng một số tiền bỏ ra thì chiều cao 5 tầng nó sẽ hơn hẳn chiều cao 4 tầng hoặc là 3 tầng. Và cái diện tích sử dụng thì nó cũng sẽ hơn hẳn. Yếu tố thứ tư đấy là một cặp shop house sở hữu cái mã nhà rất là đẹp, 336 và 338. Ngoài ra thì đây là một trong những cặp shop house sở hữu vị trí góc và nằm trên cái trục shop house mặt biển. Đẹp nhất, có thể nói là đẹp nhất của giai đoạn 2 shop house Địa Trung Hải. Và cơ hội để anh chị đầu tư vào cặp shop house này là đang là dần mất đi qua những thời gian mà anh chị còn đang tính toán, thì chúng ta sẽ sớm có chủ nhân của căn shop house, cặp shop house này. Và anh chị quan tâm thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em Vinh qua số hotline trên màn hình. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip này và hẹn gặp lại anh chị trong những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Dự án shop house Địa Trung Hải và chúng ta đang có mặt tại tiểu khu Sorrento giai đoạn 2 shop house Địa Trung Hải. Và trong clip này thì em sẽ giới thiệu tới anh chị một trong những cái cặp shop house mặt biển đẹp nhất của dự án Sorrento phân khu giai đoạn 2 shop house Địa Trung Hải. Và giai đoạn 2 shop house Địa Trung Hải này thì sẽ có 55 căn shop house, trong đó chia làm 3 dãy shop house Sorrento, Sorrento 123. Thì cái dãy shop house Sorrento số 3 là sẽ dãy shop house mặt biển. Thì những căn shop house ở đây sẽ view trực diện ra biển. Và xin giới thiệu tới anh chị một cặp shop house, đấy là Sorrento 320 và Sorrento 322. Đây là một cặp căn góc và kề góc. Thì căn Sorrento 322 là một căn góc như chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình, sở hữu một cái chiều cao lên đến 4 tầng. Và 320 là một căn áp góc ngay bên cạnh, thì sở hữu cái chiều cao lên đến cũng 4 tầng. Và ở đây thì chủ đầu tư Sorrento 320 và 322 này thì là một cặp shop house view trực diện ra biển và đón hoàng hôn trên biển. Đây là một cặp shop house sở hữu cái chiều cao 4 tầng và cái việc chủ đầu tư hoàn thiện thiên minh mặt ngoài thì khá tương tự nhau. Và căn Sorrento 322 là một căn shop house góc. Shop house góc thì có cái trục cảnh quan ở đây, thì sau này chủ đầu tư họ sẽ trồng hoa giấy buông xuống, kéo dài từ trục Sorrento 1 xuống đến Sorrento 3 này. Và đây là cái trục cảnh quan bên hông của căn Sorrento 322. Ở đây thì mình xin giới thiệu tới anh chị là một cặp shop house 322 và 320. Chúng ta đang đi ra phía sau để xem cái mặt sau của căn nhà. Đây là trục cảnh quan kéo dài từ Sorrento 1 xuống đến Sorrento 3. Và phía sau căn nhà này chúng ta có cái thiên minh hoàn thiện mặt ngoài của Sorrento 320 và 322. Nó cơ bản là nó sẽ giống nhau, một căn góc và một căn kề góc là một cặp. Tầng 1 thì mặt sau này sẽ có mỗi căn là một cửa ra vào và một cửa sổ. Tầng 2 thì sẽ có các ô cửa sổ có chiều cao là 4 tầng nổi. Và đây là cái phần cảnh quan ở bên hông căn Sorrento 322. Ở bên trái màn hình là căn 322. Và cái trục cảnh quan này thì sẽ kết nối cái lượng khách từ các cái dãy Sorrento 1 xuống dưới Sorrento 3 này. Và chủ đầu tư sau này sẽ trang trí thêm các cái loài hoa giấy ở đây để làm nổi bật lên những căn shop house tại đây. Sorrento 320 và 322, đây là chúng ta đang đứng ở vị trí phía trước căn nhà. Một căn 320 này sẽ sơn màu xanh xanh lá cây, một căn 322 là căn góc thì sẽ sơn màu thêm màu nâu gỗ.
Và đây là toàn cảnh cái mặt ngoài của căn Sorrento 320 và 322, một cặp shop house Sorrento mặt biển với chiều cao là 4 tầng nổi. Đó, rất là đẹp. Và Sorrento 322 là một căn góc, 320 là một căn thường. Với cái vỉa hè phía trước mình đang đứng đây thì nó có thể nói là rộng nhất của Sorrento, tức là rộng tối đa của Sorrento vỉa hè sẽ là 15m, thì hai căn shop house này đều sở hữu vỉa hè rất là rộng. Không gian phía trong của Sorrento thì 320 này hay là 322 nó đều sở hữu cái diện tích xây sàn sẽ là 96m² và có chiều cao lên đến 4 tầng. Chúng ta đang đứng ở cái cửa ra vào thì từ đây các bạn có thể nhìn thấy là view biển rất là đẹp, view biển từ Sorrento 320. Mình đang đứng ở cửa 320 và căn 322 nó cũng vậy. Đây là một cặp góc và kề góc, vỉa hè phía trước các bạn có thể nhìn thấy cực kỳ rộng. Và nó căn 322 thì nó nằm là một căn góc thì nó nằm trên cái trục cảnh quan sẽ kéo dài từ Sorrento 1 xuống đến mặt biển, xuống đến nhà hàng Gành Đá và khu vực cây cầu Hôn. Và anh chị nào quan tâm đầu tư về căn shop house Sorrento 320 và 322 này thì anh chị vui lòng liên hệ với em Vinh qua số hotline trên màn hình. Và đây là một trong hai cái cặp shop house cuối cùng tại dự án shop house Địa Trung Hải, shop house mặt biển tại dự án shop house Địa Trung Hải mà đang mở bán, đang tìm những anh chị để đầu tư tại dự án shop house Địa Trung Hải này. Và anh chị quan tâm đầu tư về những căn shop house mặt biển thì đây là một trong những cái lựa chọn tuyệt vời nhất dành cho anh chị. Căn shop house Sorrento 320 và căn shop house Sorrento 322 là cơ hội để anh chị đầu tư. Thực ra căn 320 này nó rất là thoáng vì cái nhà hàng Gành Đá phía trước nó không có mái, nó sẽ là cái khu vực sân thượng và chúng ta đang đứng ở trong cái tầng 1 chưa làm sàn mà góc view đã cực kỳ tuyệt vời rồi. Đây mới chỉ là tầng 1 thôi và căn này có chiều cao lên đến 4 tầng. Tức là từ tầng 2 cho đến tầng 4 thì chúng ta sở hữu một cái góc view vậy nói là xuất sắc. Đó, đây là góc view từ tầng 1. Đây là cửa ra vào. Đây như mình nói thì cái phía trước cái nhà hàng Gành Đá thì không có mái, chủ đầu tư họ làm cái khu đấy là không có mái. Nó sẽ là khu nhà mái bằng. Và đây là một trong những cặp shop house rất là đẹp để anh chị đầu tư tại dự án shop house Địa Trung Hải. Và anh chị quan tâm đầu tư thì vui lòng liên hệ trực tiếp em Vinh qua số hotline trên màn hình về cặp Sorrento 320 và 322 này. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip này và hẹn gặp lại anh chị ở trong những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị.